Và quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay là thông tin Hoa Kỳ đang hội ý đồng minh để gia tăng áp lực với Nga trước cuộc đàm thoại với Tổng thống Nga là Putin. Theo chương trình thì vào đầu buổi tối theo giờ của Moscow và 10 giờ sáng nay ngày 7 tháng 12 theo giờ Washington thì hai Tổng thống Hoa Kỳ và Nga sẽ có một cuộc gặp trực tuyến với hồ sơ Ukraine nổi bật trong chương trình nghị sự. Trước khi cuộc họp này diễn ra thì cả hai bên đều đang tìm cách gia tăng sức ép lên đối phương. Về phía Hoa Kỳ, một trong những điểm nổi bật là ngay từ hôm qua ngày 6 tháng 12, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi ý kiến qua điện thoại với lãnh đạo các đồng minh chủ chốt ở Âu Châu là Anh Quốc, Đức Quốc, Pháp Quốc và Ý Quốc để thực hiện một trong những cam kết của ông là tham khảo ý kiến các đồng minh trước những sự kiện quan trọng. Trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden với lãnh đạo 4 nước Anh Quốc, Đức Quốc, Pháp Quốc và Ý Quốc thì Hoa Kỳ cũng đang gia tăng áp lực lên nước Nga. CDC đã kêu gọi người Hoa Kỳ tránh tới Pháp, Jordan vì lo ngại về COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC vào thứ Hai đã khuyến cáo người Hoa Kỳ không nên đi du lịch tới Pháp, Jordan, Bồ Đào Nha và Tanzania với lý do lo ngại về COVID-19. CDC hiện liệt kê 83 điểm đến ở phân loại cấp độ 4 là rất cao và cũng vào thứ Hai đã thêm Andorra, Cyprus và Liechtenstein vào tấp cấp độ cảnh báo du lịch cao nhất. Vào thứ Hai thì Pháp cho biết họ sẽ đóng cửa các câu lạc bộ vào đêm trước Giáng sinh và thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội để đối phó với biến thể Omicron đang nổi lên ở virus COVID nhưng không cần thiết phải đóng cửa hoặc giới nghiêm mới. Thành phố New York đã mở rộng đối tượng tiêm chủng bắt buộc. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng cho biết toàn bộ nhân viên đang làm việc trong khu vực tư nhân ở thành phố New York sẽ bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Và đó là tuyên bố được thị trưởng của New York Bill de Blasio đưa ra ngày hôm qua 6 tháng 12. Theo quy định nêu trên, khoảng 184.000 doanh nghiệp tư nhân tại New York sẽ phải tiến hành tiêm chủng cho toàn bộ nhân viên. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 sắp tới. Thị trưởng Bill de Blasio cho biết các biện pháp chưa từng có tiền lệ này được áp đặt nhằm ngăn chặn bùng phát làn sóng mới của đại dịch COVID-19, cũng như giảm thiểu số ca lây nhiễm trong mùa đông và dịp nghỉ lễ cuối năm sắp đến. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện tiểu bang Texas về việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vào thứ Hai ngày 6 tháng 12 đệ đơn kiện cáo buộc rằng kế hoạch tái phân chia địa hạt do các nhà lập pháp Cộng hòa Texas vẽ ra vi phạm đạo luật quyền bầu cử. Vụ kiện cáo buộc rằng khi vẽ bản đồ địa hạt bầu cử quốc hội liên bang, Texas đã không vẽ được chỗ ngồi cho khu vực bầu cử Latino đang gia tăng ở Harris County và đã loại bỏ các cộng đồng thiểu số khỏi cốt lõi của vùng Dallas-Fort Worth Metroplex. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết các bản đồ phân chia lại địa hạt vi phạm mục 2 của đạo luật quyền bầu cử. Ông Garland nói rằng đơn kiện được đệ trình ngày hôm nay cáo buộc Texas vi phạm mục 2 bằng cách tạo ra các kế hoạch phân chia lại loại bỏ quyền của cử tri gốc Latino và châu Phi được bỏ phiếu dựa trên chủng tộc, màu da hoặc tư cách nhóm ngôn ngữ biểu số. Cố vấn của cựu phó tổng thống Mike Pence đang hợp pháp với Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng. Cựu chánh văn phòng của phó tổng thống Mike Pence là ông Mark Short đang hợp tác với Ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra vụ bạo động điện Capitol ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Đây là diễn biến quan trọng sẽ giúp các nhà điều tra có được cái nhìn bên trong từ một trong những viên chức cao cấp của cựu tổng thống Donald Trump. Ông Short vẫn là một trong những cố vấn thân cận của cựu phó tổng thống và là nhân chứng trực tiếp đối với nhiều sự kiện quan trọng mà Ủy ban đang điều tra, trong đó có những gì đã xảy ra cho phó tổng thống Mike Pence tại điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Ngoài ông Short thì luật sư Greg Jacob, cựu cố vấn pháp lý hàng đầu cho phó tổng thống Pence và cũng là người được ủy ban xem là nhân chứng hết sức có giá trị. Ông David Perdue đối đầu với Brian Kemp để đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử thống đốc tiểu bang Georgia. Thưa quý vị, ông Brian Kemp, đương kim thống đốc Georgia, sẽ phải đối đầu với cựu thượng nghị sĩ David Perdue trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa chọn ra người đại diện đảng cho cuộc tranh cử thống đốc Georgia 2022. Vào sáng ngày thứ Hai, ông Perdue chính thức xác nhận điều mà nhiều hãng thông tấn đưa tin trước đó là sẽ thách thức giành ra ghế thống đốc của ông Kemp. Trang mạng về chiến dịch tranh cử thống đốc của ông Perdue cũng được cập nhật vào cùng ngày, tuyên bố ông là một ứng cử viên bảo thủ táo bạo có thể thống nhất Georgia và kêu gọi mọi người nên ủng hộ ông Perdue để chống lại cựu dân biểu tiểu bang Georgia, bà Stacey Abrams, được coi là sẽ đại diện phía đảng Dân Chủ.
Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Hoa Kỳ trong phần tin buổi tối ngày hôm nay. Và nối tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là phần thông tin chứng khoán. Thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones đã đạt được ngưỡng là 35.736.54 điểm, tăng được 1.45%. Trong khi đó thì chỉ số Nasdaq cũng đạt được mức mới là 15.673.89 điểm, tăng được 2.95%. Chỉ số S&P 500 của ngày hôm nay đạt mức 4.687.86 điểm, tăng được 2.09%. Còn phân lời công cổ phiếu 10 năm của ngày hôm nay là 104.770, tăng 2.99%. Và giá dầu thô hôm nay là 71.83 đồng trong một thùng dầu thô, đã tăng 3.37%. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.785 đồng trong một ounce, tăng 0.33%. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào hôm nay là 60.650.000 đồng một lượng và bán ra là 61.370.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô la hôm nay đổi được 23.200 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.